Thưa quý vị, thưa các bạn, với các sản phẩm chế biến tinh, chế biến sâu hiện hữu ở nhiều thị trường khó tính trên thế giới, cho thấy thủy sản đã khẳng định được vai trò, vị trí là một ngành kinh tế quan trọng. Còn tại thị trường trong nước, với dân số gần 100 triệu người, thủy sản còn rất nhiều dư địa để phát triển. Theo chiến lược phát triển ngành thủy sản đến năm 2020, thủy sản đóng góp 30-35% GDP trong khối nông lâm ngư nghiệp, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành thủy sản từ 8-10% một năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 8-9 tỷ đô la Mỹ, tổng sản lượng thủy sản đạt 6,5-7 triệu tấn trên năm, trong đó nuôi trồng chiếm 65-70% tổng sản lượng. Ngành thủy sản cơ bản được công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tiếp tục phát triển toàn diện theo hướng bền vững thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có thương hiệu uy tín, có khả năng cạnh tranh cao và hội nhập vững chắc vào kinh tế thế giới. Đồng thời từng bước nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất và tinh thần của ngư dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và quốc phòng, an ninh vùng biển đảo quốc gia. Và cái công nghiệp phụ trợ đòi hỏi để phát triển cho cái ngành nuôi biển là cực kỳ quan trọng, bởi vì cái đó nó quyết định hầu như cái thành bại của cái điều kiện Việt Nam mình, với cái điều kiện bão gió thiên tai đấy thì là cái mà thường xuyên xảy ra. Nếu như mình không áp dụng được công nghệ tiên tiến rồi cả cái ngành công nghiệp phụ trợ cho cái nghề nuôi biển thì chúng ta lại không chống chịu được với sóng gió. Việt Nam mình với cái tiềm năng về cái mặt nước biển là vô cùng lớn, biển mở là chủ yếu, nên là đòi hỏi để phát triển cái nuôi cá lồng của Việt Nam thì đòi hỏi phải cái lồng phải kiên cố, chống chịu được với bão gió, thì khi đó thì người dân mới vươn ra biển được. Thì với cái tiềm năng như thế thì đơn vị tập trung rất nhiều vào cái công thức để sản xuất ra cả cái lồng nhũ cá chịu đựng được với sóng gió. Theo số liệu của Tổ chức Nông lương Thế giới FAO, mức tiêu thụ thủy sản bình quân của người Việt Nam thời gian gần đây đã đạt 31-32 kg trên người một năm và sẽ tăng lên mức 44 kg trên người một năm vào năm 2020. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp khi người tiêu dùng trong nước ngày càng quan tâm đến các sản phẩm thủy sản nội địa. Theo ước tính, giá trị tiêu thụ sản phẩm thủy sản nội địa năm 2018 đã lên đến hơn 22.000 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số không nhỏ. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng bình quân về giá trị cao hơn tăng trưởng bình quân về sản lượng. Điều này cho thấy chất lượng sản phẩm cũng như giá trị gia tăng của sản phẩm ngày càng được cải thiện. Nuôi trồng thủy sản ấy, thì có nhiều đối tượng để nuôi, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì phần lớn là tập trung vào các đối tượng như là tôm, cá, ốc hay là các loại, nhưng mà ít chú ý đến những đối tượng khác. Và tôi nói ví dụ như là một cái sản phẩm rong biển ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc là hai cái nước mà người ta phát triển về rong biển rất là mạnh và đem lại một cái nguồn thu rất lớn cho quốc gia. Trước đây đó thì người Việt chúng ta cũng chưa quen dùng rong biển, nhưng mà những năm gần đây một tín hiệu rất mừng là người dân Việt Nam bắt đầu nhận thức được giá trị của rong biển rất tốt cho sức khỏe và cái lượng mà người dùng rong biển ngày một tăng. Tôi cho rằng đây là một xu thế phát triển tất yếu. Đối với cái sản phẩm rong biển chính, sau khi chúng tôi nuôi trồng thành công là tôi phải đặt cái vấn đề đưa cái quy trình sản xuất theo cái hệ thống HACCP. Hiện nay rong biển đã đạt được cái tiêu chuẩn HACCP đủ điều kiện để xuất sang một số các nước. Mới hoạt động được trong lĩnh vực chế biến thủy sản là 5 năm, nhưng mà chúng tôi đã chọn con đường đi của mình, đấy là chế biến sâu về các sản phẩm đặc sản của Quảng Ninh, đặc biệt là sản phẩm từ hàu, và ứng dụng các công nghệ hiện đại để làm cho sản phẩm đến với người tiêu dùng dễ dàng hơn và bảo quản dễ hơn. Hiện nay thì chúng tôi đang có khoảng 12 đầu sản phẩm, và các sản phẩm này bước đầu đã được thị trường rất là tin dùng và ưa chuộng, bởi vì là đối với những cái sản phẩm nhuyễn thể thì khi mà chế biến và bảo quản là rất khó khăn, đối với đặc biệt đối với những cái tỉnh mà không có vùng biển, và để cho cái quá trình mà sản xuất phát triển kinh doanh được bền vững thì chúng tôi đã luôn cố gắng xây dựng được những cái vùng nguyên liệu an toàn và sản lượng lớn để đáp ứng được các thị trường mà mình đang hướng đến. Với thị trường nội địa gần 100 triệu dân, hàng năm trung bình đón 13 triệu khách du lịch, ngành thủy sản Việt Nam còn rất nhiều dư địa để phát triển ngay tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, để thủy sản phát triển bền vững, các chuyên gia cho rằng các cơ quan chức năng cần rà soát, bổ sung, thay thế những chính sách không phù hợp, nghiên cứu đề xuất thêm những chính sách mới nhằm thu hút nhà đầu tư, tăng cường liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ thủy sản, đẩy mạnh kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng các tiêu chuẩn và quy chuẩn sản phẩm về thực phẩm phù hợp, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ sở sản xuất. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ, trang thiết bị máy móc tạo ra sản phẩm chất lượng cao và ổn định, quản lý chất lượng hàng hóa, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì, nhãn mác, thương hiệu, mã số, mã vạch, v.v.
Đồng thời các địa phương cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại đối với mặt hàng thủy sản của các làng nghề để các sản phẩm này xâm nhập thị trường, củng cố và phát triển tốt các chợ nông thôn, hình thành các chợ đầu mối nhằm khơi thông tốt thị trường. Trong thời gian vừa rồi, chúng ta đã làm rất nhiều việc về xúc tiến thương mại, xuất khẩu. Tuy nhiên là người tiêu dùng nước ngoài hình như biết về thủy sản Việt Nam nhiều hơn là người tiêu dùng trong nước. Cái mảng xúc tiến thương mại nội địa là một mảng rất yếu của ngành thủy sản. Và tôi nghĩ rằng là ngành thủy sản nói chung, nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung cần phải đẩy mạnh cái khâu xúc tiến thương mại trong thị trường nội địa. Bởi vì dân số, với dân số 100 triệu người, với cái số khách du lịch hàng năm đến với nước ta như thế, đó là một thị trường cực kỳ lớn. Và người Việt Nam rất yêu thủy sản. Thế thì tại sao chúng ta không tổ chức những cái hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp cái thông tin, giới thiệu những sản phẩm xuất sắc của chúng ta cho những người dân trong nước. Và đó là một cái sự cân bằng giữa cái thị trường nội địa với thị trường xuất khẩu. Và nó giúp chúng ta chủ động hơn trong cái sản xuất kinh doanh của mình. Năm 2019 là năm đánh dấu chặng đường 60 năm truyền thống ngành thủy sản Việt Nam. 60 năm là cả một chặng đường hình thành, phát triển và thủy sản Việt Nam đã khẳng định và trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.